Hello, welcome mọi người đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay Uyên Quỳnh sẽ review cho mọi người xem nhà xe di động ở Mỹ này á như thế nào, và giá của nhà xe mới và giá xe của xe cũ là bao nhiêu. Có nhiều người nói với Uyên Quỳnh á là xe đó rất là đắt. Thì Uyên Quỳnh cũng nghĩ là xe đó rất là đắt, tiền tỷ hay là tiền trăm ngàn đô. Nhưng mà hôm nay á gặp anh hàng xóm á, ảnh chia sẻ những cái nhà xe như thế nào, đắt rẻ ra sao, thì Uyên Quỳnh mới nói ồ, thì ra mình trước giờ mình suy nghĩ á, là cũng có phần không có đúng lắm. Thì Uyên Quỳnh thấy những chia sẻ của anh ta cũng khá hay, cho nên Uyên Quỳnh quay lại và chia sẻ với mọi người cùng tìm hiểu xem nhà xe di động, biệt thự di động á, mọi người tiền tỷ á, là giá bao nhiêu, giá của xe brand new, xe mới luôn á, là bao nhiêu tiền, và giá của xe cũ á, là bao nhiêu tiền. Và nó có nhiều loại khác nhau, có loại đắt tiền, có loại rẻ tiền, chứ không phải loại nào cũng đắt tiền, cũng tiền tỷ hết nha mọi người. Nào bây giờ mời mọi người hãy cùng Uyên Quỳnh khám phá nhé. Xe di động tiền tỷ nha mọi người, sốc, giá rẻ bất ngờ. Follow me please. Nhà này thích chơi xe á mọi người, toàn là xe độ không à. Những thành viên trong gia đình này á, người nào cũng thích chơi xe như thế này hết mọi người. Mỗi chiếc xe là mỗi kiểu khác nhau. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem xe độ nha mọi người. Chiếc xe rất là đắt tiền để dành đi chơi cho mỗi gia đình. Và đây là bên cạnh Quyên Quỳnh nè, là một chiếc xe độ rất là đẹp luôn. Trang trí Halloween mà mình vô cùng bất ngờ luôn á. Tại vì mình mới dọn về đây có mấy tháng thôi à, không nghĩ là họ trang trí đẹp như thế này. Quay cho các bạn coi sơ rồi xong rồi chúng ta sẽ đi qua review nhà di động nha mọi người. Nhà xe di động. Wow. Mọi người có thể thấy không? Đi thịt. So be care luôn. Very good. How about you? So beauty, I love it. Thank you. You're welcome. Đó là chủ nhà đó mọi người, chơi tới luôn. Có một cổ xe nữa nha mọi người. Wow. Còn rất là nhiều nhà nha mọi người, không phải là hai nhà này thôi đâu, nhưng mà hôm nay mình review cho mọi người xem là hai căn thôi. Tới chừng Halloween đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm nữa. Những người ở trong khu nhà của mình đó mọi người, họ chơi Halloween rất là lớn luôn. Họ trang trí nhà, trang trí Halloween rất là đẹp. Lần đầu tiên á, mình tới đây và mình cũng mới khám phá ra được. Oh my god, ở đây. Đây nè. Khủng khiếp chưa mọi người? Nhìn thấy là sợ liền á. Oh my god, y hệt như thiệt luôn. Right here. Quá đẹp luôn á. Quá sợ. Y hệt như thiệt luôn á mọi người. Còn nhiều nhà lắm, nhưng mà hôm nay á mình đi review nhà xe á, thì mình sẽ review những thứ này á, qua lo cho mọi người xem thôi. Khi nào gần tới Halloween thật sự á, là mình sẽ review nguyên cái khu này cho mọi người xem nhé. Mọi người có thể thấy nè. Wow, họ chơi rất là đúng bài bản luôn á. Hồi đó giờ mình ở bên Florida, khu mình ở không có chơi nhiều như thế này. Wow. Đó, mọi người có thể thấy quá chừng.
Ở đây á, họ có mấy chiếc xe đi chơi rất là đẹp. Mà xe này cũng mắc tiền nha mọi người. Ở trên xe thì có đầy đủ đồ hết. Nhà này khá giàu, khá giả. Bên kia có một chiếc nữa, mọi người thấy không? Họ đi chơi như thế này á, rất là tốt. How are you? Hello. How are you? Very good. You are your house here? Wow. My house over there. On the corner right there? Yeah. Wait, you just moved here? Yeah, I just moved here. Chu Chi Minh. I love this car. It's Jeeps. Oh yeah, wait till Halloween night. You'll see a bunch of them. We have 30 of them here. Really? Yeah, they have, for Halloween, there's a big party goes on here. In the neighborhood, uh-huh. There people be like this. Oh. For Halloween night, there'd be 3,000 people on this street. Yeah? Mm-hmm. Oh, really? Mardi Gras for Halloween. I love it. Oh, hey, come on over. We have a party here every week. Come on over. Come over? Oh, yeah. We have a Halloween party. We have a big Halloween party. All the Jeeps will be parked out the front. Oh, so nice, huh? I want to buy this car, but I don't know how much. What? For this car. For the motorhome? Uh-huh. Oh, yeah, he just bought it. For this one, he paid 12. 12,000. 12,000. Oh, not too bad, huh? Oh, no, he stole it. Oh. It's worth 40. 40? 40,000, yeah. Right? It's worth, he paid 12. Wow, so nice. Not bad. Yes, he got a killer deal. Uh-huh, very good deal. How are you, ma'am? I'm good. How are you? Very good. On the corner right there. Oh, okay. Yeah, I love this hat. I did car. Oh, that's why I want to recall for that. Thank you. You stay here too, right? Yeah, we bought it not too long ago. We just had some work done on it. Wow, so nice. Nguyên gia đình này á thì họ rất là thích đi du lịch, cho nên á họ mua rất là nhiều những chiếc xe như thế này. Yeah, come see. I'll show you mine. Uh-huh. Mine's not very good. We haven't had a chance. I love it. Nhà anh ấy thì có rất là nhiều loại xe như thế này. Cha mẹ anh em anh ấy đều có những chiếc xe như thế này hết. Và bây giờ anh ấy sẽ giới thiệu chiếc xe đắt tiền của anh ấy cho chúng ta cùng tham quan các bạn nhé. Chiếc xe của anh ấy thì đắt tiền hơn chiếc xe bên ngoài rất là nhiều. Có thể nói là bạc tỷ. Mọi người cũng có thể thấy bên ngoài chiếc xe này khác xa với chiếc xe đậu bên ngoài kia đó. Wow, so beauty. Yeah, that's what I was doing. Oh my god, so beauty, so nice. I love it. Wow, so nice. How much you pay for this car, Joe? $175. Mọi người có thể thấy ở bên trong chiếc xe này có đầy đủ hết đó mọi người. Ở phía trước chúng ta là sofa, kế đến là nhà bếp, sinh rửa tay, microwave, có đầy đủ hết mọi người. Đặc biệt ở đây là cũng có một cái giường phía ngoài nữa. Nhưng mà đi thẳng vào trong kia là mọi người là có một cái phòng riêng. Phía trước là một cái tủ lạnh và đối diện là một cái nhà tắm đó mọi người. I so love it. I have to trade mine for this one. What just 17,000? 175,000. Oh, 100. Oh my god. Yeah, wow. Brand new. This one's almost 400,000 brand new. Wow, 400,000. I sure love it. How long you bought it already? I've had it for a couple years. Couple years? Wow. You travel a lot, that's why, right? I camp a lot. Oh, so nice. Different, huh? Uh-huh, big different. Ở phòng này thì chúng ta có thể di chuyển cho nó rộng ra. Đây nè nha mọi người, đây là anh chủ. What's your name, sir? Troy. Troy. Troy, cái nhà này, cái nhà di động này á, rất là đẹp luôn. But he pay for one...
175,000. Right? Right. Yeah. Very, very nice. I love it. I so love Thank it. You. Nhưng mà nếu mà mới á, là tới 400,000 nha mọi người. 400,000 for new. Right? Brand new. Brand 400,000, 400,000 đô cho chiếc xe mới. Look, let me show you. Wow. Cái này không thể mua được nha mọi người. Wow. Chú khua ha. Wow. Đó, có thể mua rộng ra đó. Wow, giống như một cái nhà luôn. So nice. Oh my god, I so love it. Đi qua chút, đi qua ngủ chút. Okay. A lot of room. Uh-huh, a lot of room. Yeah. We have we have a Jeep club, so we have 30. I have 3. Mine, my wife's, and my son has the silver one. Wow. But they light up at night, all the lights chase on them like Christmas tree. I will recover. You'll see it here. We'll have the whole street lit up for Halloween night. Wow, that's nice. Thank you, sir. No problem. See you on Halloween day, okay? Okay. Nhà xe như thế này thì rất là thuận tiện cho những gia đình thích đi du lịch đó mọi người. Không cần phải thuê khách sạn, mà chỉ cần chạy xe tới nơi mình thích và có thể ở đó nghỉ ngơi, ngắm phong cảnh ở đó. Đi xuống biển hay lên núi hoặc là đi vô rừng, cắm trại đều rất là thuận tiện mọi người hả? Và nhất là ở tiểu bang Louisiana này, năm nào cũng có bão hết. Và khi bão đến thì chúng ta có thể leo lên chiếc xe này, chạy đi khắp nơi, không cần phải lo sẽ không có khách sạn ở. Có chiếc xe này là rất là tiện mọi lúc mọi nơi luôn đó mọi người. Cũng vì vậy mà mình thấy những nhà ở đây đa số nhà nào cũng có những chiếc xe như thế này hết mọi người. Có lẽ là họ sắm để chạy đi tránh bão nhiều hơn là đi chơi. Nhưng mà đi chơi luôn cũng rất là tiện, đó là một công mà hai việc ha mọi người. Vừa có thể chạy đi tránh bão và cũng vừa có thể chạy đi chơi nữa. Chiếc xe này thì nội thất rất là đẹp, bên trong trang trí rất là hiện đại, nhưng mà giá thì rất là đắt. Chiếc xe bên ngoài thì giá cả phải chăng hơn. Wow. Mọi người có thể thấy đây rất là đẹp. Có thể mở ra hai bên vậy mọi người, khi mà tới nơi á. Tới nơi mình cần tới thì mở ra hai bên như thế, rộng thêm một cái phòng chính giữa nữa. Wow. Nhà này rất là giàu, phải chơi xe độ đúng không? Rất là đẹp. Xe này giống như là xe Rift ở Việt Nam ha. Nhưng mà họ làm rất là đẹp. Những chiếc xe độ như thế này cũng khá là độc đáo đó nha mọi người. Đi ra ngoài đường là không có đụng hàng với chiếc xe nào đâu. Cũng có nhiều người độ những chiếc xe Rift như thế này, nhưng mà mỗi người độ mỗi cách khác nhau, cho nên không có chiếc nào giống chiếc nào hết đó mọi người. Chiếc xe này là họ sơn màu xanh lá cây, nhưng mà cách sơn của họ và cách phối màu của họ rất là tinh xảo, rất là độc đáo. Màu sắc thì rất là hài hòa, trang nhã. Nhìn thấy rất là ngầu luôn á mọi người. Còn đây cũng là một chiếc xe rất là cổ nữa nè. Nhưng mà họ độ là chiếc xe màu này nhìn thấy rất là ấn tượng luôn á mọi người. Nhìn thấy là không quên được luôn á. Đây cũng là một loại xe Rift. Những người trong ngôi nhà này á thì họ rất là thích xe Rift đó mọi người. Còn có vài chiếc nữa chứ không phải bao nhiêu đây thôi đâu. Nhưng mà bây giờ thì những người khác đã đi làm rồi các bạn ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.